bị là giao thừa. Xong rồi mình sẽ đi qua nhà nhỏ em, quay đốt pháo với lại mình, xong rồi mình sẽ đi chùa. Đó. Chuẩn bị còn 10 phút nữa là tới giao thừa, xong rồi chuẩn bị là đốt pháo xong cái là mình giao thừa ở đây, xong bắt đầu mình bay đi qua chùa quay. Này là cúng ngoài sân, cúng giao thừa. Chút mình đi về nhà mình cúng. Ô. Oh. Cúng giao thừa xong rồi đốt pháo. Đâu rồi, đốt giấy. Tim anh đập bịch bịch luôn vậy đó. Vậy hả? À, nay đốt nhiều quá mà. Mà giờ nghe nổ súng quá trời rồi. Cả cái nhà nha. Hello cả nhà. Bất kỳ sẽ đi chùa xem đốt pháo năm 2024 Giáp Thìn nha cả nhà. Bây giờ em sợ quá trời sợ luôn rồi. Đốt pháo như bất rang. Bịch 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 gì đó. Mà đội đi. Không có gì. Chưa quay nó sáng hơn.
trời người ta cả nhà ơi. Rồi đi xuống đi té giờ. Hả? Xuống đi té giờ. Đó này là quay 30 Tết nha. 30 Tết giao đó, thừa. Người ta đi chùa đó, giao thừa đó. Giờ là qua tới chùa chưa? Chưa tới chùa. Mà người ta đông vậy đó. Cái này làm sao mà vô chùa được. Chùa đằng xa xa nữa đó. Không thể nào mà đi vô chùa được luôn hết. Đi đường này luôn hả chồng? Ông ơi. Honey, Kevin phải đi cái giữa này nè, chứ Kevin đi bên đây không có đi được đâu, đi vô chính giữa đi. Đi từ 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 từ. Rồi là đúng rồi, nó đúng. Mình đi từ từ tới mình coi đi. Thấy nó quăng nhỏ xíu thôi mà nổ một cái to đùng luôn. My God. Thấy nó vừa quăng viên pháo ra nhỏ xíu thôi mà nó nổ cỡ vậy luôn á. Đó, người ta hái lộc đầu sinh nè cả nhà. Đó, đón giao thừa đó. Ở bên Mỹ á. Pháo mẹ hả? Pháo đó pháo con mẹ á, nó nổ ghê. Nó lậu. Nó lậu á. Đó. Áo dài quá trời luôn. Đây là cái chùa. Đây là cái chùa nè.
có người mặc áo dài rồi quá trời. Ta đi chùa người ta mặc áo dài nhìn đẹp, còn mình đi chùa mặc đồ sợ lạnh. Đó lạnh thấy bồ. Sợ lạnh mặc đồ thấy. Ta đi chùa người ta mặc áo dài chùa. Lạnh quá ai chồng không có lòng đỡ chồng được. Khách nghe nó sợ lắm, cho nên nó phải giữ âm. Lucky sợ quá trời sợ. Lucky Lucky ơi, Lucky thôi đi đi đón xuân. Xanh đề là chủ nhật với là bán mùng 1 rằm. Bên đây gì? Bên đây là gì? Bên đây là Phật á. Bên đây là mẹ Quan Âm á, người ta đốt nhang mẹ Quan Âm á, không có chỗ vô luôn. Rồi người ta xin xăm nữa. Xăm thái lộc quá trời luôn. À, không có chỗ vô. Thắp nhang đi kìa, em mới vừa thắp á, chỗ đó ít người lắm. Hả? Đó đằng trước thắp nhang đi, em mới vừa thắp ít người lắm. Hay chồng, ai chồng với Lucky đang đi vô chùa xong rồi quay
video cho cả nhà coi đốt pháo thì quá trời luôn. Ok, so thôi. Bất kỳ nó rung người đó, nó không có sợ mà nó rung. Yeah, ok. So hai vợ chồng mình xong rồi. Happy New Year cả nhà. Nhà một năm an khang thịnh vượng. Ha, vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Happy New Year 2024 chấp nhận nha. Bye.